thưa quý vị unesco tại việt nam đề nghị không làm đường xuyên khu dự trữ sinh quyển thế giới vì lo ngại hệ sinh thái bị chia cắt ảnh hưởng đến các loài động vật đây là nội dung được nêu trong công văn phản hồi ủy ban nhân dân đồng nai mới đây của văn phòng tổ chức giáo dục khoa học và văn hóa liên hiệp quốc unesco tại việt nam về dự án xây cầu mã đà nối đồng nai bình phước và quốc lộ xuyên qua vùng lõi khu dự trữ sinh quyển thế giới Theo cơ quan này, việc làm đường đi qua vùng lõi của khu dự trữ sinh quyển sẽ chia cắt hệ sinh thái, sự liên kết của các hành lang đa dạng sinh học bị phá vỡ, ảnh hưởng xấu đến môi trường sống của các loài động vật quý hiếm và làm chết động vật hoang dã do xe chạy trên đường. Ngoài ra, quá trình xây dựng đường sẽ gây ô nhiễm đất, nước và không khí. Đại diện UNESCO tại Việt Nam cho rằng những tác động này sẽ làm mất môi trường sống đa dạng sinh học và không đáp ứng được các tiêu chí chức năng của vùng lõi sinh quyển. Trước đó, Ủy ban Nhân dân Đồng Nai gửi văn bản xin ý kiến văn phòng UNESCO tại Việt Nam về việc quy hoạch quốc lộ 13C và xây cầu Mã Đà nhằm tổng hợp báo cáo Thủ tướng.